Ok, xin chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất bên em cung cấp đến tất cả các bác. Vâng, chào tất cả anh em. Đây là cái câu nói mà thường xuyên bên em đã nói với tất cả các bác trên tất cả những các dòng video đầu tiên của câu video. Câu này thì nói thật sự các bác, nó cũng gọi là một chút gọi là slogan ý, hay là một chút gọi là cái gì đó tạo ra một cái thương hiệu. Thì đúng, bên em luôn cố gắng gửi đến cho các bác những cái sản phẩm là tốt nhất. Thì cũng hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết, là ngày đầu tiên của năm mới, năm 2024 tính theo lịch âm lịch. Và đây là gọi là Tết cổ truyền dân tộc của Việt Nam. Thì thay mặt kênh cũng cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị, các cô, các chú, các bác đã ủng hộ và đã tin tưởng ủng hộ bên kênh rất nhiều trong thời gian qua. Và cũng thay lời cảm ơn thì bọn em sẽ cố gắng, một năm sau sẽ cố gắng gửi đến các bác cái những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý nhất nhưng không phải là rẻ nhất. Em luôn cố gắng làm sao ấy giá thành là hợp lý nhất thôi, chứ còn thực sự luôn là các cụ có câu tiền nào của đó thôi. Bọn em cung cấp đến cho các bác cái những cái sản phẩm với giá tốt hơn, chất lượng cao hơn nhưng giá thành nó lại không được rẻ hơn nơi khác rồi. Nhưng mà không sao, các bác dùng một lần và sử dụng được rất dài. Tiêu chí của bọn em ấy luôn ưu tiên là cái độ bền là cao nhất. Bền ở đây là cái gì? Bền ở đây là các bác sử dụng được lâu nhất này, bền nhất này, và quan trọng nhất đó là chất âm nó phải ok nhất. Chúng ta không thể nói là một sản phẩm mà giá rẻ mà lại ngon được. Giá rẻ đi đôi với cái chất lượng nó sẽ không tốt. Giá rẻ thì nó sẽ có cái mọi thứ khác đưa đến nó đều không ok lắm. Thế nên bọn em luôn cố gắng gửi đến cho các bác những cái sản phẩm với giá thành hợp lý nhất, chất lượng ok nhất, để làm sao để chúng ta sử dụng nó bền hơn, chất lượng hơn, và các bác cảm thấy em bên em bán nó uy tín hơn. Uy tín để anh em mua được nhiều hơn. Mua được nhiều hơn là có thể giới thiệu bạn bè lọ kia để tránh những trường hợp nó không khả kháng. Thì thôi, ok, hôm nay là năm mới nên nói chuyện mới. Và cũng để bọn em suy nghĩ lại là trong năm qua chúng ta đã làm được gì? Chúng ta đã làm sai những gì để rút kinh nghiệm đến sang năm mới để phục vụ các bác được tốt hơn. Thì thôi, năm mới thì cũng chúc, thứ nhất là cũng chúc các bác và tất cả anh em một năm mới tràn đầy sức khỏe. Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu điều bất ngờ và luôn luôn có hạnh phúc. Còn những trong năm cũ thì bọn em có những cái điều gì sơ suất, điều gì chưa được tròn vẹn, điều gì chưa được tốt thì mong anh em đại xá. Đại xá để giúp bọn em ấy được ngày một nó hoàn thiện mình hơn. Anh em có thể góp ý cho bên em là bà chú chưa làm được cái điều này này, chú chưa làm được điều kia này, hoặc em chưa làm được điều này tốt này, em chưa làm được điều kia tốt này, và em cần thêm những cái gì này, thì anh em có thể góp ý thêm cho bên em. Bên em luôn ghi nhận và cố gắng thay đổi dần dần, chứ không phải là thay đổi một phát được luôn. Một phát được luôn thì thực sự luôn là cũng khá là khó. Thì nên mong anh em thông cảm, mong anh em góp ý thật nhiều, bảo bọn em phục vụ như thế nào để các bác được nó được trọn vẹn hơn, để tránh những trường hợp nó không hay xảy ra. Rồi, ok, cũng cuối video thì cũng chúc các bác một năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Còn mong quan trọng nhất trong cái câu chúc đó cũng chỉ là mong anh em mạnh khỏe thôi, mọi điều khác chỉ là về sau. Đầu tiên chúng ta cần khỏe trước, cũng giống như tiêu chí bên em, đầu tiên phải bền trước, bền dùng ok mới là điều quan trọng nhất. Ok nhá, cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một năm mới vui vẻ.